thể. Duy ơi, bao tiền cân đấy Duy ơi? Ý có một thì cho ông ý. Đang lại quay xem tí. Con trâu to đấy nhỉ. Chắc là ngã đúng không? Không mổ. À mổ, mình mổ bán à? Ừ. Thỉnh thoảng thì họ sẽ mổ con trâu để bán như thế này. Mua thịt trâu đi cô em ơi. Không biết là bao tiền cân nhỉ? Ừ. Cho thì. Duy ơi, bao tiền cân đấy Duy ơi? Ôi đang làm cân rồi. Đi nó mời rồi. Bao tiền cân đi em? Đây hỏi Duy. Duy. Bao tiền cân đấy? 250. 250 một cân à? À. Ủa, trâu ngon lắm. Ông cho tôi cân đi. Ông cho tôi cân đi. Sau này có gì tôi cãi ông sau. Đây túi đây, bỏ vào cho chú cân tiền thanh toán. Đây là lòng rồi. Lòng kẹp. Thịt nhìn ngon lắm. Đi anh bán cho em đi. Kiểu vào trước. Mấy anh em chung nhau à? Không ạ. Em là họ hàng thôi. Cặp sừng này mà làm dao thì tốt này. Cái vỏ dao. Đây là đầu với xương. Đầu mang về à? Vâng. Đó. Món đầu với xương này là chưa mang về, chắc là làm nấu ăn. Ở trong này là cái gì đây? Thịt à? Thì đây là đùi đấy. À, đùi à? Vâng. Ồ, còn cái đùi to lắm. Vâng. Ồ, còn mấy cái ấy này to lắm. À, thịt nó ngon nhỉ? Vâng. Ở đây vẫn còn cái đùi to lắm. Thịt nó nhìn ngon lắm. Con trâu này là trâu còn sống. Nếu mà trâu chết rồi là cái thịt nó thâm, nó không được ngon thịt như này đâu. Đây là lòng phèo. Thế còn này, thịt thì lại chỗ này bán một chỗ này. Thế còn xên lên trên kia lại bán một chỗ. Chỗ này thì họ đi qua đi lại đông người.